Xin chào tất cả mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video hôm nay. Trong video hôm nay em xin gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là cụm công tắc điều khiển điều hòa của DU Line City Việt Nam 2005 đến 2009. Đây, trên tay em đang cầm là tổng quan mặt trước của cụm công tắc, phía sau của cụm công tắc. Mặt trước của nó thì bao gồm này, có công tắc quạt gió. Đây là công tắc quạt 1, 2, 3, 4, nó có 4 số này. On, off. Đây là công tắc quạt người ta hiển thị. Đây là các cái chế độ chuyển gió. Khi anh em muốn hướng gió xuống phía chân này thì vặn vào đây. Xuống hẳn xuống nữa thì chúng ta vặn vào đây. Đây là cả trên, dưới chân và trên người. Phía đây là phía vặn phía dưới này là trên người luôn. Còn phía cái bên phần cụm này thì là ở giữa là gió bình thường, chuyển sang đây là gió lạnh và chuyển sang đây là gió nóng. Đấy. Còn cụm này ở dưới là phía dưới của nó là AC, tức là bật điều hòa. Khi anh em cắm cái rắc điện vào đây thì nó sẽ sáng lên các cái đèn báo này. Và đây là điều hòa trong xe. Đây là gió. Đây là 1, 2, 3, 4 4 cái ốc. Đây anh em nhìn, để nó bắt vào cái chỗ trên cái bản táp lô đấy. Đây, phía mặt sau của nó, đây là cái bánh răng để chúng ta khớp vào với cả cái hộp dàn lạnh để điều khiển đấy. Đây cũng là cái dây để chúng ta bắt vào dàn lạnh. Đây nữa, hai dây này chúng ta bắt nối vào với cả quạt gió và hệ thống điều khiển gió để chúng ta điều khiển trên núm này. Còn về cái công tắc quạt này thì là đấu đường điện. Dây điện đây thì nó đã chờ sẵn. Đây là cái để điều khiển trung tâm của cái điều hòa, tức là cái rắc tổng để ra lối với cái bộ điều hòa để chúng ta có thể điều khiển. Cấu tạo chính của nó được sản xuất bên trên nguyên liệu là nhựa, phía mặt ngoài được bao bọc bằng nhựa, phía sau cũng là thế. Và các cái dây cáp này, bánh răng để chuyển động các cái công tắc phía sau. Phía bên trong này là các cái mạch điện để điều khiển bộ công tắc này. Cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu cần hỗ trợ, tư vấn về sản phẩm thì liên hệ Zalo với em theo số 076 9086 333. Kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT, số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 085 672 722. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người những video kế tiếp. Em xin chào.